Chào mọi người, Salon Idol đây. Ở trong một clip trước thì có một comment khá thú vị là muốn mình tìm một cách tập thể dục hiệu quả nhất. Đây chắc chắn là một điều được nhiều người quan tâm. Ở trong xã hội ngày nay thì hầu hết mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy chóng mặt của cuộc sống, khiến cho trong số chúng ta thì ít người có đủ thời gian để có thể đi tập thể hình 1.5 tiếng mỗi ngày. Thậm chí còn chẳng đủ thời gian để dành ra 45 phút tập tành ngay tại nhà nữa. Đó là chưa kể đến việc đến các câu lạc bộ gym còn mất một đống tiền trong thời điểm Covid đang lan tràn toàn cầu. Khi thấy khó khăn thì điều đó càng đủ gấp bội. Chắc suy nghĩ đầu tiên trong đầu mỗi người cũng sẽ là ra mà làm sao để tập thể dục thể thao chỉ trong 5-10 phút mà lại có tác dụng như là đã tập 2 tiếng thì tốt quá, chắc là ai cũng tập ngay. Cơ mà đời không như mơ. Nhưng các bạn ạ, đừng vội bi quan, bởi thực sự là có tồn tại một thể loại tập tành giúp cho bạn đạt được đúng mục tiêu mỗi ngày vận động ít nhất 30 phút như Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề ra, mà lại tốt của bạn có mỗi 5 phút thôi, thực tế chuẩn là 4 phút. Môn này lại có thể triển khai ngay tại nhà, thành ra bạn có thể tập miễn phí, không cần phải tốn tiền triệu cho các cơ sở thể hình và phòng gym. Trời đất, chẳng lẽ lại có một thứ tuyệt vời đến mức gần như too good to be true như vậy sao? Nếu cái đấy tốt như vậy thì tại sao nó lại không phổ biến khắp nơi? Tại sao tôi lại chưa từng nghe đến nó? Đó chắc là câu hỏi đang bùng lên trong tâm trí các bạn. Để trả lời cho vấn đề phổ biến khắp nơi thì mình có thể nói rất đơn giản thôi, đó là vì tiền. Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu các cơ sở thể hình mà hô hào cổ vũ mọi người tập môn này thì sau đó người ta sẽ cần đi đến phòng gym để làm gì? Và thế là chỉ sau vài tháng thôi thì mấy chỗ ấy sẽ đóng cửa hết lần. Vì vậy nên tất nhiên là họ sẽ cố gắng để bưng bít thông tin, không cho khách hàng biết về môn này rồi. Never heard of it. Và các bạn ạ, cái môn này được nói đến tên là Tabata. Một phần lý do nhiều người chưa biết đến môn này đó là vì nó vẫn còn khá mới mẻ, được tìm ra ở Nhật Bản vào năm 1996. Mà quái lạ thật, hình như cái gì cũng phải dính dáng đến Nhật hay sao ấy. Mình đã từng làm video về bộ phim ma trận và môn võ jiu-jitsu, ma túy đá. À, thực ra không phải là ma túy đá mà là về Covid-19. Nhưng mà nói chung ấy là tất cả đều liên quan đến đội Nhật Bản. Phải nói rằng Japan là xuất xứ của rất nhiều thứ mà chúng ta dùng hàng ngày, không chỉ là các loại đồ gia dụng nồi đồng cối đá, mà còn có cả những món như là karaoke, manga, Honda, JAV và giờ đến cả Tabata nữa. Điều mà Salon Idol muốn tập trung trong video ngày hôm nay là hướng dẫn các bạn làm quen với phương pháp rèn luyện bổ ích này bằng một vài bài Tabata từ cơ bản đến nâng cao. Việc bạn sẽ thấy bài Tabata nào được hướng dẫn là tùy thuộc vào phiên bản của video này mà bạn đang xem. Nếu bạn xem trên Facebook thì đó sẽ là bài tập chuẩn 4 phút. Nếu bạn đang theo dõi Salon Idol trên YouTube thì bạn sẽ được chỉ dẫn bạn mở rộng khoảng 6 phút rưỡi. Còn nếu bạn là một người ủng hộ trên Patreon, bạn sẽ có phiên bản nâng cao dài đến 9 phút. Một trong những pro tips mà mình dành cho bạn là khi thực hành hãy tập theo beat nhạc, sẽ dễ dàng hơn trong việc điều khiển nhịp thở. Và đừng quá máu me mà đang ngồi im lại nhảy ra tập Tabata luôn. Ok, là đến lúc bắt đầu. Thật ra Salon Idol sẽ không thể idol được nữa rồi. Welcome to Tabata. Are you ready for the next 6.5 minutes? Burpee. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. One, stop. Squat. 3, 2, 1, go. Round 2.
3, 2, 1, stop. Standing up twist. 3, 2, 1, go. Round 3. Stop. Push up. 3, 2, 1, go. Round 4. Stop. Jumping lunge. 3, 2, 1, go. Round 5. Stop. Plank lift. 3, 2, 1, go. Round 6. Stop. Halfway. Jumping jack. 3, 2, 1, go. Round 7. 3, 2, 1, stop. Mountain climb. 3, 2, 1, go. Round 8. 3, 2, 1, stop. Box jump. 3, 2, 1, go. Round 9. 3, 2, 1, stop. Heel touch. 3, 2, 1, go. Round 10. 3, 2, 1, stop. Last one. Plank jack. 3, 2, 1, go.
Round 11. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Good job. You've survived the Tabata intermediate level. Congratulations. Nếu vừa rồi bạn cũng đã tập thử thì cảm giác thế nào ạ? Rất nhiều người khi trải qua bài tập này đã khẳng định rằng đó là 6 phút rưỡi dài nhất trong đời họ. Đấy cũng là một phần lý do tại sao Tabata lại chưa trở nên phổ biến nhiều hơn. Bạn sẽ cần cả ý chí lớn và thể lực khá để theo được môn này. Nhiều người có đủ động cơ thúc đẩy và tinh thần đấy, nhưng cơ thể họ lại chưa đủ khả năng để đáp ứng cường độ rất cao của Tabata. Vì vậy, để trả lời câu hỏi đặt ra ngay từ đầu video này thì đơn giản đó là tập Tabata. Tuy nhiên, lời khuyên của mình dành cho các bạn chưa đủ sức mạnh để áp dụng phương pháp này ngay, đó là hãy tập các môn khác để xây dựng khả năng của cơ thể với đích đến là Tabata trong tương lai. Tất nhiên, nếu bạn đã có nền tảng thể lực đáp ứng được yêu cầu rồi thì tội gì mà không chuyển sang chơi Tabata ngay và luôn để tiết kiệm được khối thời gian dùng cho những việc bổ ích khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể nói lời tạm biệt với các phòng gym và trung tâm thể hình vốn cũng chẳng thể mở cửa nếu ở trong tình hình Covid phức tạp. Vậy đó, hy vọng là tất cả các bạn sẽ có thể áp dụng Tabata vào trong cuộc sống của mình bằng cách này hay cách khác, để mỗi chúng ta đều có thể dùng một mũi tên bắn trúng hai mục tiêu trong thời đại bình thường mới của Covid. Đó là vừa tiết kiệm tiền, vừa nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng đề kháng chống bệnh tật. Còn ngay bây giờ, bạn biết cần làm gì không? Đó là bấm vào nút chuông khi bạn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một video hay ho nào của Sơn Lai nhá. Như thường lệ, nếu bạn muốn mình làm một video về bất cứ thứ gì thì đơn giản cần comment ý tưởng của nó vào bên dưới. Đây là Sơn Lai Idol. Tạm biệt các bạn.